Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ngày 7 tháng 10, phong trào Hezbollah đã bắn 135 tên lửa vào thành phố Israel, khiến tình hình ngày càng trở nên căng thẳng tại biên giới giữa nước này với Liban. Vụ tấn công quy mô lớn đã khiến cho còi báo động không kích vang trên khắp miền Bắc Israel, buộc người dân phải tìm nơi trú ẩn. Theo Times of India, quân đội Israel thừa nhận rằng hệ thống phòng không vòm sắt đã không chặn được tất cả các cuộc tấn công và hiện đang thu thập các báo cáo về thương vong. Quân đội Israel đã đáp trả ngay lập tức khi tiến hành tấn công nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại Liban. Chính phủ Israel tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động quân sự chống lại Hezbollah và các nhóm thù địch khác, khẳng định quyết tâm bảo vệ an ninh và công dân của mình. Sự kiện này diễn ra vào đúng dịp Israel tổ chức các buổi cầu nguyện và biểu tình kỷ niệm một năm cuộc tấn công của Hamas. Các chuyên gia nhận định, tình trạng thù địch giữa Israel và Hezbollah ngày càng trở nên tồi tệ hơn kể từ sau cuộc xung đột giữa Israel và Hamas năm 2023. Trong khi đó, hãng thông tấn AFP đưa tin, Iran vừa tuyên bố sẽ phản ứng cứng rắn trước bất kỳ các cuộc tấn công nào của Israel nhắm vào lãnh thổ nước này. Trong bối cảnh tuần trước, Iran phóng khoảng 200 tên lửa vào Israel, được coi là cuộc tấn công trực tiếp thứ hai của Tehran nhằm vào Tel Aviv. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Ba Abdel Latti, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã khẳng định nước Cộng hòa Hồi giáo không sợ xung đột và sẽ có phản ứng thích đáng trước mọi hành động của Israel. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Tehran không muốn một cuộc xung đột lan rộng trong khu vực. Về phía Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm lớn với loạt tên lửa này và cam kết sẽ đáp trả. Hãng thông tấn Tasnim do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC điều hành, quân đội Iran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản cho cuộc tấn công có thể xảy ra của Israel. Iran đã bắn phá Israel bằng một loạt tên lửa vào thứ ba tuần trước, tấn công một số căn cứ quân sự mà Tehran cho biết là để đáp trả vụ sát hại các nhà lãnh đạo Hamas và Hezbollah gần đây. Israel tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc tấn công nghiêm trọng và đáng kể để trả đũa. Hãng thông tấn Tasnim cho biết Tehran đã chuẩn bị ít nhất 10 kịch bản để đáp trả bất kỳ hành động nào của Israel. Nguồn tin quân sự của cơ quan này cho biết, phản ứng của Iran không nhất thiết phải đáp trả ở mức độ tương tự như hành động của Israel, nhưng có thể sẽ gay gắt hơn và nhắm các mục tiêu khác nhau để tăng cường hiệu quả của phản ứng. Ngày 6 tháng 10, trên kênh truyền hình Israel Kan 11 tuyên bố rằng Washington đã đề nghị Tây Jerusalem một gói bồi thường vì không tấn công các địa điểm hạt nhân hoặc cơ sở dầu mỏ của Iran. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với CNN rằng mọi thứ đều có thể xảy ra. Thứ hai vừa qua đánh dấu ngày kỷ niệm cuộc đột kích 7 tháng 10 vào miền nam Israel của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng. Israel đã đáp trả bằng cách tuyên chiến với nhóm người Palestine có trụ sở tại Gaza. Kể từ đó đã gây ra sự tàn phá, lan rộng khắp nơi và khiến cho ít nhất 41.000 người thiệt mạng. Sáng ngày 7 tháng 10, Nga tấn công thủ đô Ukraine bằng tên lửa siêu thanh Kinzhan bắn từ máy bay MiG-31K. Ukraine đã đánh trận thành công tên lửa cũng như các UAV của Nga nhằm vào Kiev. Serhiy Popko, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kiev, lúc khoảng 8 giờ 30 phút sáng ngày 7 tháng 10 theo giờ địa phương, người Nga đã tiến hành một cuộc tấn công vào Kiev bằng tên lửa đạn đạo KH-47M2 Kinzhan phóng từ máy bay chiến đấu MiG-31K. Phòng không đã đáp trả ở thủ đô, ông Popko cho biết. Những dữ liệu sơ bộ cho thấy tất cả các mục tiêu trên không đã bị tiêu diệt thành công. Hậu quả của cuộc tấn công bằng tên lửa, các mảnh vỡ đã rơi xuống hai quận của thủ đô ở các quận Holosaivsky và Solomiansky. Theo thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko, một đám cháy đã bùng phát ở một trong những nơi bị mảnh vỡ của tên lửa bắn rơi trúng quận Solomiansky. Báo cáo sơ bộ cho thấy không có thương vong. Nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường. Các dịch vụ khác đang được tiến hành. Ông Klitschko nói, các mảnh vỡ rơi xuống cũng làm hư hại mái của một tòa nhà dân cư nhiều tầng, rơi xuống sân trường học hoặc ở một vài tòa nhà khác. Trước đó, sáng ngày 7 tháng 10, cảnh báo không kích đã được ban hành trên khắp Ukraine do máy bay MiG-31K cất cánh. Lực lượng không quân báo cáo rằng các mục tiêu tốc độ cao đã được phát hiện, bao gồm cả tên lửa Kinzhan,
hướng tới thành phố Starokostiantinov ở vùng Khmelnytskyi. Gần như ngày sau đó, âm thanh phản ứng của lực lượng phòng không vang lên ở Kiev. Cảnh báo không kích ở Kiev đã có hiệu lực trong 2 giờ khi quân đội Nga tấn công thủ đô bằng máy bay không người lái. Ông Sergei Popko cho biết, họ phát hiện khoảng 15 máy bay không người lái của Nga trong không vận xung quanh Kiev và tất cả đều bị phá hủy. Ông Popko lưu ý rằng đây là cuộc tấn công trên không thứ tư vào Kiev kể từ đầu tháng 10. Các máy bay không người lái tiếp cận thủ đô theo từng đợt và từ nhiều hướng khác nhau. Theo Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, trong ngày cuối tuần, tổng cộng có 141 cuộc đụng độ đã diễn ra trên 10 mặt trận. Quân đội Nga đã hoạt động tích cực nhất trên mặt trận Pokrovsk và Kurakhov, nơi quân đội phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi tổng cộng 39 cuộc tấn công. Nga cũng đã tấn công vào Kharkov, Kupiansk, Liman, Siversk, Toretsk và nhiều nơi khác. Các lực lượng Nga duy trì sự hiện diện quân sự ở biên giới với các tỉnh Chernihiv và Sumy, tiến hành các cuộc bắn phá bằng súng cối và pháo binh vào các khu định cư từ lãnh thổ Liên bang Nga. Đồng thời, binh lính Ukraine tiếp tục gây tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị cho lực lượng Nga, khiến họ kiệt sức trên toàn chiến tuyến, phía Ukraine cho biết. Tính đến nay, tổng thiệt hại của Ukraine từ cuộc xâm nhập khu vực cớt của Nga đã vượt quá 20.000 binh lính. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong báo cáo mới nhất vào ngày 6 tháng 10, quân đội Ukraine đã mất khoảng 200 binh sĩ chỉ trong 24 giờ qua. Báo cáo của Bộ Quốc phòng cho biết một số thiết bị quân sự của Ukraine cũng đã bị phá hủy trong 24 giờ, bao gồm một hệ thống pháo, 3 khẩu súng cối và 2 xe, trong khi một binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Quan chức Hà Lan xác nhận, những chiếc máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên từ nước này đã đến Ukraine. Sau chuyến thăm Ukraine vào Chủ nhật ngày 6 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Ruben Brekiemans đã xác nhận lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên mà Hà Lan cam kết tới Kiev đã được chuyển giao. Lần đầu tiên, tôi có thể chính thức thông báo những chiếc F-16 đầu tiên của Hà Lan đã được chuyển giao cho Ukraine. Điều này là rất cần thiết. Ở Kharkov, tôi đã chứng kiến nhiều thiệt hại do các cuộc không kích gây ra và thường xuyên nghe thấy tiếng còi báo động không kích. Những chiếc máy bay còn lại sẽ được chuyển giao trong những tháng tới, ông Ruben Brekiemans viết trên mạng xã hội X của mình, đồng thời nói thêm rằng Amsterdam sẽ đầu tư 400 triệu euro, tương đương với 439 triệu đô la Mỹ vào việc phát triển máy bay không người lái UAV công nghệ cao cho lực lượng Ukraine. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan nói, điều này liên quan đến tất cả các loại máy bay không người lái tiên tiến có thể được sử dụng để trinh sát, phòng thủ và tấn công, đặc biệt là sử dụng cả trên không, trên đất liền và trên biển. Gần một nửa UAV sẽ được phát triển tại Hà Lan. Bộ trưởng Brekiemans nhấn mạnh tầm quan trọng của máy bay không người lái trong chiến dịch hiện tại và lưu ý phát triển của hệ thống máy bay không người lái đang diễn ra với tốc độ cực kỳ nhanh. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Hà Lan cho biết sự hiện diện của máy bay chiến đấu F-16 trên bầu trời Ukraine là minh chứng cho sự ủng hộ vững chắc của người dân và chính phủ Hà Lan. Hà Lan là một trong số những quốc gia đầu tiên tham gia vào liên minh cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Trước đó, chính phủ nước này đã cung cấp máy bay F-16 cho một cơ sở huấn luyện ở Romania, nơi phi công và nhân viên mặt đất Ukraine được huấn luyện và bảo dưỡng máy bay chiến đấu. Trong khuôn khổ liên minh này, Hà Lan dự kiến sẽ chuyển 24 máy bay cho Kiev và cung cấp thêm 18 chiếc khác cho Trung tâm Huấn luyện châu Âu tại Romania. Trước đó, tờ The Times đã dẫn một số nguồn tin giấu tên cho biết rằng Ukraine đã nhận được 6 chiếc F-16 từ Hà Lan. F-16 là máy bay chiến đấu hạng nhẹ đa năng thế hệ thứ tư do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất. Máy bay được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ ném bom mục tiêu, mặt đất lẫn đánh chặn trên không. F-16 được trang bị động cơ phản lực Pratt & Whitney F-100 PW200, lực đẩy tối đa 106 kN, có đốt sau. Động cơ này giúp F-16 đạt tốc độ tối đa Mach 2, tương đương với 2.400 km/h, tầm bay khoảng 4.200 km. Chiến đấu cơ này được trang bị 11 giá treo, để mang vũ khí như các loại tên lửa không đối không, không đối đất, cùng nhiều loại bom dẫn đường thông minh. Trước đó, lực lượng Nga đã phá hủy một tàu chở đạn dược phương Tây của Ukraine đang neo đậu tại tỉnh Odessa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong bài đăng ngày 6 tháng 10,
Bộ Quốc phòng Nga xác nhận một tên lửa đạn đạo Iskander-M tầm ngắm đã bắn trúng một tàu vận tải neo đậu tại cảng Zhumni, cách Odessa khoảng 30 km về phía đông. Cuộc tấn công tên lửa được thực hiện đúng lúc con tàu đang dỡ hàng. Cảnh quay từ hiện trường cho thấy đạn dược đã phát nổ. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, đồng thời cho biết thêm rằng lô hàng này đến từ châu Âu. Hiện chưa rõ số lượng vũ khí và đạn dược bị phá hủy trong vụ tấn công. Chiến dịch tấn công vùng Kerch trở thành một trong những đóng góp quan trọng nhất cho quỹ trao đổi của Ukraine và hỗ trợ giải phóng thêm người Ukraine bị Nga giam giữ. Theo tờ Kiev Independent, đây là tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào ngày 6 tháng 10, đánh dấu 2 tháng lực lượng Kiev tấn công vào vùng Kerch của Nga. Ông Zelensky nói, hôm nay đánh dấu 2 tháng hoạt động quân sự của Ukraine tại khu vực Kerch và đây là một giai đoạn rất quan trọng trong cuộc xung đột. Điều này đã giúp ích rất nhiều và tiếp tục giúp ích cho đất nước Ukraine. Ukraine bắt đầu tấn công vào tỉnh Kerch của Nga kể từ mùng 6 tháng 8 và sau đó tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát 100 khu định cư. Tổng thống Zelensky nói thêm, người Ukraine đã chứng minh có thể đẩy cuộc xung đột vào lãnh thổ Nga và với sự hỗ trợ đầy đủ của các đối tác, chúng tôi có thể gây áp lực lên Nga theo cách cần thiết để Moscow nhận ra rằng cuộc xung đột này sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ. Chiến dịch tấn công vào vùng Kerch của Nga có sự tham gia của 15.000 binh sĩ Ukraine. Lực lượng này đã chiếm đóng khoảng 1.200 km2 lãnh thổ Nga tại Kerch. Phía Ukraine cũng đã bắt giữ hàng trăm binh lính Nga. Chiến dịch quân sự của Ukraine tại Kerch trở thành cuộc tấn công có quy mô lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ sau Thế chiến thứ hai. Ông Zelensky kết luận, chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực lớn hơn nữa lên Nga, bởi vì chỉ thông qua sức mạnh, chúng tôi mới có thể mang đến hòa bình gần hơn. Vùng Kerch của Nga nằm giáp với biên giới tỉnh Sumy của Ukraine. Hai tỉnh Sumy và Kerch có chung đường biên giới dài 245 km. Phía Nga đã triển khai phản công và giành lại được một số vùng lãnh thổ cùng với hàng chục khu định cư ở Kerch. Tuy nhiên, giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine ở Kerch vẫn đang tiếp diễn. Hôm 4 tháng 10, người đứng đầu cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB Alexander Bonikov đã tuyên bố chiến dịch của Ukraine ở Kerch đã không thể đánh lạc hướng quân đội Nga cũng như không thể ngăn chặn các lực lượng Moscow giành ưu thế trong quá trình tấn công vùng Donbass. Theo ước tính của Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã mất gần 20.000 binh sĩ trong quá trình tấn công vào Kerch. Trước đó, quân đội Ukraine cũng đã công bố lần đầu tiên máy bay không người lái UAV rồng lửa thiêu cháy xe tăng Nga ở khu vực Bakhmut. Theo tờ Kiev Post, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30 của Ukraine báo cáo tiểu đoàn UAV của lữ đoàn mang tên Evim Perejin đã triển khai UAV rồng lửa để giải hợp chất nhiệt nhôm trong cuộc tấn công gần đây vào xe tăng Nga. Trong video, ban đầu xe tăng Nga đã đâm phải vật thể có vẻ là mìn. Sau đó, UAV rồng lửa di chuyển đến gần xe tăng Nga để giải lửa. Và hình ảnh cuối cùng là phương tiện quân sự của Nga bốc cháy dữ dội. Kể từ năm 2022, Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30 của Ukraine đã hoạt động trong khu vực Bakhmut. Vào đầu tháng 9, quân đội Ukraine đã cho ra mắt UAV rồng lửa với thiết kế để bay thấp và chậm phía trên các vị trí của đối phương, sau đó giải hợp chất nhiệt nhôm có nhiệt độ lên tới 3.000 độ C. Loại UAV này tạo ra hiệu ứng giống như súng phun lửa, đốt cháy các hàng cây, tán lá và bất kỳ vật liệu dễ cháy mà đối phương sử dụng như lưới ngụy trang. Những động thái tấn công dồn dập của Israel trên nhiều mặt trận khiến xung đột ở Trung Đông không có tín hiệu hạ nhiệt. Ngày 6 tháng 10, quân đội Israel thông báo đã triển khai thêm quân để bảo vệ các cộng đồng và khu vực phía nam giáp Gaza, trước ngày đánh dấu tròn một năm xảy ra cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Sư đoàn Gaza của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã được tăng cường nhiều trung đội, phối hợp với lực lượng an ninh địa phương. Bên trong Gaza, ba sư đoàn đang nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng và làm suy yếu năng lực hoạt động của Hamas. Thiếu tướng Jaron Finkelman cho biết, Bộ Tư lệnh miền Nam của IDF đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Quân đội Israel cũng đang bao vây khu vực Jabalia ở trung tâm Gaza. Trong khi đó, ở miền trung Syria, vào ngày 6 tháng 10, Israel đã không kích nhằm vào một nhà máy ô tô. Đây là cuộc không kích mới nhất trong những ngày gần đây ở Syria hoặc biên giới của nước này với Liban. Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin quân sự Nga, Israel đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của Iran. Cuộc tấn công có thể sử dụng lửa đạn đạo Rock, Rampage và tên lửa hành trình chiến thuật Delia.
Các loại tên lửa này có đặc điểm tương tự tên lửa đạn đạo KH-15 của Liên Xô, nhưng khó bị phát hiện hơn do có vùng ảnh hưởng tán xạ IOS thấp, dao động từ 0,03 đến 0,07. Các chuyên gia nhận định Israel có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran như các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự nhằm làm suy yếu đáng kể chương trình quân sự của nước này. Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Pakhrizadeh ngày 6 tháng 10 đã đi kiểm tra tình hình an ninh tại cảng xuất khẩu dầu chủ chốt của nước này ở đảo Kar. Giữa lúc dư luận khu vực và quốc tế quan ngại về khả năng Israel tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Trước đó ngày 5 tháng 10, một phát ngôn viên của quân đội Israel tuyên bố Israel sẽ trả đũa vụ tấn công tên lửa xảy ra vào ngày 1 tháng 10 của Tehran vào thời điểm thích hợp. Trang tin Axios của Mỹ dẫn lời các quan chức Israel cho biết các cơ sở dầu mỏ của Iran có thể bị tấn công. Iran là thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC với sản lượng khoảng 3,2 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 3% tổng sản lượng dầu toàn cầu. Xuất khẩu dầu của Iran trong năm 2024 đã tăng mạnh lên gần mức cao nhất trong nhiều năm là 1,7 triệu thùng mỗi ngày, bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phần lớn nguồn tài nguyên dầu khí của Iran đều nằm ở phía nam của đất nước, nơi có cảng dầu trên đảo Kar. Khoảng 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran được vận chuyển từ cảng này. Cảng dầu Kar có công suất chứa tới 23 triệu thùng dầu thô. Theo trang tin Sana của Bộ Dầu mỏ Iran, ông Pakhrizadeh đã đến thăm các cơ sở dầu mỏ và gặp gỡ các nhân viên điều hành trên đảo này. Tại đây, Bộ trưởng Dầu mỏ Pakhrizadeh đã có cuộc làm việc với Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Mohammad Hossein Bakhari để kiểm tra các vấn đề an ninh tại các giàn khoan khí đốt thuộc mỏ Sapa cũng như đánh giá các hoạt động của vùng 4 Hải quân thuộc IRGC. Ông Pakhrizadeh nhấn mạnh, lực lượng hải quân của IRGC đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở dầu khí của Iran. Trung Quốc, quốc gia không công nhận các lệnh trừng phạt của Mỹ, là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Theo đánh giá của giới phân tích, Trung Quốc đã nhập khẩu 1,2 đến 1,4 triệu thùng mỗi ngày từ Iran trong nửa đầu năm 2024. Israel ngày 6 tháng 10 cho biết lực lượng không quân của nước này, IAF, đã đánh chặn nhiều thiết bị bay không người lái UAV gắn thuốc nổ được phóng từ Liban vào lãnh thổ Israel. Theo quân đội Israel, lực lượng không quân IAF cũng đã đánh chặn hai tên lửa đất đối đất được phóng từ Liban về phía khu vực Carmel và thành phố Haifa ở miền bắc Israel, và hầu hết trong số 25 quả rocket được phóng từ Liban vào khu vực Tây Galilee. Một số rocket được xác định rơi xuống khu vực đất trống, không gây ra thương vong. Ngoài ra, lực lượng bộ binh Israel đã bắn phá các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của phong trào Hezbollah ở Liban. Trong khi máy bay chiến đấu của Israel tấn công khoảng 150 cơ sở Hezbollah, bao gồm các trạm phóng tên lửa chống tăng, trung tâm chỉ huy, cơ sở hạ tầng ngầm và các địa điểm lưu trữ vũ khí khác. Theo phía Israel, các cuộc không kích này khiến 98 tay súng Hezbollah thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố phong trào này đã tấn công một căn cứ bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị quân sự ở phía nam thành phố Haifa của Israel vào chiều cùng ngày bằng một phi đội UAV tấn công. Theo phong trào này, các UAV đã đánh trúng các mục tiêu. Hezbollah tuyên bố rằng cuộc tấn công được thực hiện để hỗ trợ người dân Palestine ở Gaza, bảo vệ Liban và đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Quân đội Israel đã đe dọa phá hủy thị trấn Taraya ở thung lũng Beka của Liban vì cho rằng nơi này chứa vũ khí của lực lượng Hezbollah. Theo đó, Israel đã thông báo cho thị trưởng thị trấn Taraya rằng vũ khí của Hezbollah đang được cất giữ tại đây và nếu họ không di rời trong vòng một ngày, thị trấn sẽ bị phá hủy. Thị trấn Taraya nằm ở trung tâm thung lũng Beka và là một phần của quận Banbet, cách thủ đô Beirut của Liban 74 km. Taraya, vốn được coi là môi trường hỗ trợ cho Hezbollah, đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc không kích do quân đội Israel thực hiện trong hai tuần qua. Đây là lần đầu tiên Israel đưa ra lời đe dọa trực tiếp nhằm phá hủy hoàn toàn thị trấn Taraya. Các mối đe dọa trước đây chỉ giới hạn ở các thị trấn phía nam và vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban. Quân đội Israel đã gia tăng các cuộc tấn công của nước này trong ngày 5 tháng 10 nhằm vào các thị trấn phía nam và vùng ngoại ô phía nam Beirut của Liban. Theo các báo cáo, số người thiệt mạng trong 24 giờ qua đã lên tới 37 người và 151 người bị thương, nâng tổng số người thiệt mạng ở Liban kể từ khi cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và Hezbollah bắt đầu nổ ra lên đến 2.011 người và 9.535 người bị thương. Phạm vi mục tiêu của Israel không còn giới hạn ở một khu vực cụ thể. Israel đã tấn công thành phố Tripoli ở phía bắc Liban, đặc biệt là trại tị nạn Bedawi của người Palestine.
Trong khi đó, một máy bay không người lái đã nhắm vào một căn hộ trong một tòa nhà dân cư bên trong trại tị nạn Bedawi, sát hại thành công thủ lĩnh Syed Atallah Ali của Hamas và 3 thành viên trong gia đình ông. Các cuộc không kích cũng đã được nối lại ở vùng ngoại ô phía nam Beirut với các mục tiêu là khu vực Meye và quảng trường Ain Ansuka ở Bruy al-Baraneh, khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adraei đã yêu cầu người dân tại các vùng lân cận ở ngoại ô phía nam Beirut của Liban sơ tán để chuẩn bị các cuộc tấn công tiếp theo. Lệnh sơ tán của quân đội Israel có kèm theo bản đồ liệt kê các khu nhà cần sơ tán. Theo đó, người dân Palestine sống ở các khu vực gần hành lang Nesrarim ở trung tâm dải Gaza đã được cảnh báo phải di rời. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích sau cảnh báo nhắm vào khu vực lân cận nhà thờ Hồi giáo Al-Qaim, khu phức hợp Syed al-Shuhada và các vùng Bury al-Baraneh, Haret Reik, Bi Anab, Al-Ruwas, Al-Abiyat, Shoefat al-Achineha, Al-Kafze và Al-Marija. Truyền thông nhà nước Liban cho biết, 5 đợt oanh kích của Israel đã đánh trúng miền nam Beirut và vùng ngoại ô vào ngày 5 tháng 10, trong đó có 4 đợt rất dữ dội, sau khi quân đội Israel kêu gọi cư dân sơ tán khỏi thành trì của Hezbollah. Trong một thông cáo, lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban cho hay, vào ngày 30 tháng 9, quân đội Israel đã thông báo cho lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban về ý định tiến hành các cuộc xâm nhập trên bộ hạn chế vào Liban. Họ cũng yêu cầu chúng tôi rời khỏi một số vị trí của mình. Tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình tiếp tục ở lại đây. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban cũng tuyên bố, chúng tôi thường xuyên điều chỉnh trạng thái và hoạt động của mình, cũng như có các kế hoạch dự phòng sẵn sàng kích hoạt nếu thật sự cần thiết. Nghị quyết số 1701 về chấm dứt giao tranh Israel, lực lượng Hezbollah ở Liban năm 2006 quy định chỉ quân đội Liban cùng lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Liban được phép triển khai lực lượng, vũ khí ở khu vực giữa sông Litani và biên giới hai nước. Tuy nhiên, Hezbollah và các nhóm vũ trang khác vẫn ở lại khu vực. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc đã hoạt động ở miền nam Liban trong 28 năm qua theo nghị quyết số 425 của Liên Hợp Quốc để giám sát thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah. Tuy nhiên, thỏa thuận này rạn nứt từ cuối năm 2023 khi Hezbollah tăng cường tập kích miền Bắc Israel để bày tỏ ủng hộ phong trào Hồi giáo Hamas tại dải Gaza. Các cuộc giao tranh giữa Hezbollah và quân đội Israel đang ngày càng gia tăng và diễn ra gần như hàng ngày. Theo Bộ Y tế Liban, chỉ trong vòng chưa đầy 3 tuần, Israel đã tấn công Liban bằng một chiến dịch không kích chưa từng có, khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 7.500 người khác bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo nhóm giám sát xung đột Airway có trụ sở tại Anh, các cuộc ném bom mà Israel tuyên bố nhắm vào các thành trì của lực lượng Hồi giáo Hezbollah tại Liban đã đánh dấu chiến dịch trên không dữ dội nhất thế giới bên ngoài Gaza trong 2 thập kỷ qua. Emily Tripp, giám đốc Airway, cho biết các cuộc không kích của Israel đang diễn ra ở mức độ và cường độ mà các đồng minh của Israel không thể thực hiện trong 20 năm qua. Bà chỉ ra, chiến dịch quân sự do Mỹ dẫn đầu chống tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng vào năm 2017. Trong đó, vào thời điểm đỉnh cao của trận chiến giành lại Rafah, mỗi ngày, liên minh chỉ triển khai 500 quả đạn. Hay như trong hầu hết các cuộc chiến kéo dài 20 năm của Mỹ ở Afghanistan, Washington đã thực hiện chưa đến 3.000 cuộc không kích mỗi năm, ngoại trừ năm đầu tiên với 6.500 cuộc. Để so sánh, tại Liban, trong 2 ngày 24 và 25 tháng 9, quân đội Israel cho biết họ đã sử dụng 2.000 quả đạn và thực hiện 3.000 cuộc không kích. Điều này không giống như thường lệ. Nữ giám đốc Airway nhận định khi nói về cả quy mô và tần suất các cuộc không kích của Israel vào Liban. Israel cho biết họ thực hiện các bước để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường, chẳng hạn như gọi điện thoại và gửi tin nhắn văn bản cho cư dân trong các tòa nhà được chỉ định là mục tiêu tấn công. Tuy nhiên, các nhóm nhân quyền của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết những cảnh báo như vậy không miễn trừ trách nhiệm của Israel theo luật nhân đạo quốc tế trong việc hạn chế thiệt hại cho dân thường. Không chỉ vậy, tuần này, các nhóm điều tra của đài CNN ở Beirut phát hiện ra rằng nhiều cuộc không kích của Israel diễn ra mà không có cảnh báo trước. Israel gửi lệnh sơ tán bằng tin nhắn vào giữa đêm khi hầu hết mọi người đang ngủ. Do đó, số người thiệt mạng ở Liban tiếp tục tăng với 1/5 dân số di tản. Kể từ ngày 8 tháng 10 năm 2023, sau khi xung đột tại Gaza bùng nổ, biên giới phía nam Liban cũng liên tiếp xảy ra giao tranh giữa Hezbollah và Israel. Theo dữ liệu từ ACLED, một tổ chức thu nhập dữ liệu về xung đột bạo lực,
Israel đã tiến hành gần 9.000 cuộc tấn công vào Liban trong gần một năm, trong khi Hezbollah đã tiến hành 1.500 cuộc tấn công. Vào ngày 25 tháng 9, Israel tiếp tục gia tăng chiến dịch không kích của mình bằng một loạt các cuộc không kích dữ dội trên khắp Liban, đánh dấu ngày đẫm máu nhất đối với Liban kể từ cuộc chiến Israel-Hezbollah vào năm 2006 và là bước ngoặt trong cuộc xung đột hiện tại. Trong khi hầu hết các cuộc không kích của Israel trong năm qua đều nhắm vào miền nam Liban, Israel cũng tăng cường các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut trong những tuần gần đây, với nhiều cuộc không kích ở miền nam Beirut san phẳng các tòa nhà dân cư và các khu vực dân sự đông đúc. Một loạt các cuộc không kích đã khiến ít nhất 7 chỉ huy thiệt mạng và các quan chức cấp cao của Hezbollah, giáng một đòn mạnh nhất vào nhóm này kể từ khi thành lập vào đầu những năm 1980. Hiện tại, Israel đang nhắm mục tiêu vào trung tâm Beirut bằng các cuộc không kích lần đầu tiên sau gần 20 năm. Có tới 1/4 lãnh thổ Liban đang nằm trong lệnh sơ tán của quân đội Israel khi Israel tăng cường chiến dịch trên bộ ở phía nam, khi người dân bị đẩy lùi khoảng 50 km về phía bắc. Hơn 100 ngôi làng ở miền nam Liban đã được ban hành lệnh sơ tán, làm dấy lên nỗi lo sợ về một chiến dịch trên bộ mở rộng. Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban, khiến số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Nguy cơ nước này sớm trả đũa Iran cũng đã được dự báo. Liên minh Mỹ-Anh tiến hành không kích Yemen. Mọi diễn biến cho thấy chiến sự Trung Đông không ngừng gia tăng, khiến chính quyền Mỹ không khỏi lo lắng về một Trung Đông bất ổn sẽ có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng 11 tới. Israel hôm 4 tháng 10 đã tiến hành cuộc không kích trụ sở tình báo chính của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin cho rằng mục tiêu của cuộc không kích này là nhằm sát hại người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Hassan Safieddin. Số phận của người này hiện chưa rõ ràng. Trong khi đó, chiến dịch trên bộ của Israel tại miền nam Liban vẫn đang tiếp tục. Với nhiều kho vũ khí của Hezbollah bị phát hiện trong các khu dân cư, giao tranh vẫn đang xảy ra giữa hai bên tại miền nam Liban. Cùng lúc, 70 tên lửa được Hezbollah phóng về Israel vào tối ngày 4 tháng 10. Chính phủ Liban cho biết, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Israel và phần lớn trong số đó là nạn nhân của chiến dịch trên bộ và không kích của Israel trong 2 tuần qua. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, số người thiệt mạng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vừa tấn công Hezbollah ở phía Bắc, Israel vẫn duy trì các cuộc truy lùng các chỉ huy cấp cao Hamas của Palestine tại bờ Tây và dải Gaza. Hôm 4 tháng 10, lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận sự ra đi của một chỉ huy có tên là Jahi Yasser Arfi trong một cuộc không kích của Israel ở bờ Tây. Các bước đi quân sự của Israel luôn được thế giới theo sát khi nước này tuyên bố sẽ sớm trả đũa Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nhiều khả năng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông tin rằng vẫn có nhiều giải pháp thay thế cho việc tấn công các dầu mỏ của Iran. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel và đồng minh. Mục tiêu tấn công của Iran sẽ là tương xứng và nước này có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel. Hôm 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực chống lại hành động của Israel trên khắp khu vực, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban của Afghanistan cùng tham gia. Khi đối phương không thể giáng một đòn thành công vào cấu trúc vững chắc của Hezbollah, Hamas hay các phong trào kháng chiến khác, chúng đã chọn cách giả vờ chiến thắng thông qua các vụ ám sát, tấn công và sát hại thường dân. Hãy tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của các bạn, củng cố sự đoàn kết và chống lại đối thủ hung hăng và ngăn chặn chúng. Các cuộc đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông diễn ra ngày một ít hơn. Lệnh ngừng bắn ở Gaza hay Liban ngày một xa vời. Chính quyền Mỹ tỏ ra lo lắng, sức nóng của Trung Đông có thể lan đến cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của nước này vào tháng 11 tới. Nhiều người cho rằng, sự chối bỏ giải pháp ngoại giao của Thủ tướng Israel sẽ tác động đến Mỹ. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải khẳng định, không có chính quyền nào giúp đỡ Israel nhiều hơn tôi. Không có. Tôi nghĩ, Thủ tướng Israel nên nhớ điều đó. Liệu ông ấy có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ hay không? Tôi không biết. Nhưng tôi không trông chờ vào điều đó. Truyền thông Israel đưa tin, Mỹ đã đề nghị cấp cho Israel một gói bù đắp nếu Tel Aviv không tập kích một số mục tiêu Iran để đáp trả vụ tấn công tên lửa lớn chưa từng thấy của Tehran gần đây. Đài phát thanh quốc gia Khan của Israel ngày 6 tháng 10 đưa tin, sau khi Iran bắn tới 180 quả tên lửa đạn đạo vào Israel tối ngày 1 tháng 10, chính quyền Tel Aviv và Mỹ đã có cáo buộc thảo luận về hành động tấn công trả đũa. Trong quá trình này, các quan chức Mỹ đã đề nghị sẽ trợ giúp ngoại giao rộng hơn và bổ sung viện trợ quân sự cho Israel nếu nước đối tác này tránh ra tay với một số mục tiêu nhất định ở Iran.
Đài phát thanh quốc gia Kan của Israel trích dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel nhấn mạnh, Israel luôn xem xét ý kiến của đồng minh Mỹ và sẵn sàng lắng nghe họ, nhưng sẽ làm mọi thứ cần thiết để bảo vệ công dân và an ninh của đất nước. Tel Aviv đã chính thức tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công của Iran, nhưng phương thức, địa điểm và thời gian hành động vẫn đang trong giai đoạn lập kế hoạch hoặc phê duyệt. Theo đài phát thanh quốc gia Israel, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tướng Michael Kurella đang ở Israel và tham dự các cuộc họp với ban lãnh đạo an ninh của nước sở tại. Mặc dù Washington luôn ủng hộ quyền tự vệ của Israel, nhưng Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 công khai phản đối bất kỳ vụ tập kích nào từ các lực lượng Tel Aviv vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Giới quan sát nhận định, quan điểm này cho thấy chính quyền Tổng thống Biden muốn ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng khắp khu vực và gia tăng hạt nhân ở Trung Đông. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn con đường ngoại giao và trừng phạt kinh tế để kiềm chế Tehran. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan tuyên bố rằng Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng và Mỹ sẽ làm việc với Israel để đảm bảo điều đó mà không cần giải thích chi tiết. Liên quan tới vấn đề này, tờ Financial Times của Anh ngày 3 tháng 10 cho biết Israel đang cân nhắc một số phương án để đáp trả Iran, bao gồm các cuộc tấn công vào bệ phóng tên lửa hoặc cơ sở hạ tầng dầu mỏ, nhưng không tính tới việc tấn công các cơ sở hạt nhân của Tehran. Tình hình khu vực Trung Đông vẫn đang có nhiều hướng gia tăng nguy hiểm, khi một số nguồn tin cho biết, sáng sớm ngày 3 tháng 10, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào một trung tâm y tế ở trung tâm thủ đô Beirut của Liban. Trước đó không lâu, Israel đã tiến hành 3 cuộc không kích vào khu vực phía nam Beirut. Cùng ngày, quân đội Israel tuyên bố sẽ sớm triển khai thêm những đợt tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah tại Liban, đồng thời yêu cầu người dân ở các khu vực đông đúc thuộc phía nam thủ đô Beirut rời đi nơi khác. Một phát ngôn viên của quân đội Israel nêu rõ trên mạng xã hội X, các bạn đang ở gần các cơ sở và lợi ích thuộc về Hezbollah, mong quân đội Israel sẽ tấn công trong tương lai gần. Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, ngày 3 tháng 10, Israel còn tiến hành cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái và phá hủy một kho vũ khí tại thành phố ven biển Jabler của Syria. Trong khi đó, hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin, lực lượng Houthi tại Yemen cùng ngày tuyên bố đã thực hiện một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào thủ đô Tel Aviv. Tuy nhiên, chính quyền Israel không đưa ra xác nhận nào liên quan tới vụ việc. Trong diễn biến mới nhất, sáng sớm ngày 7 tháng 10, cảnh sát Israel thông báo lực lượng Hezbollah đã phóng tên lửa tấn công Haifa, thành phố lớn thứ 3 của Israel. Trong khi đó, truyền thông Israel đưa tin có 10 người bị thương ở khu vực phía bắc đất nước. Hezbollah cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào một căn cứ quân sự ở phía nam Haifa của Israel bằng một loạt tên lửa Fatimut. Trong đó, các phương tiện truyền thông cho hay có 2 tên lửa đã đánh trúng Haifa. Theo cảnh sát Israel, một số tòa nhà và tài sản đã bị hư hại, một số trường hợp ghi nhận thương tích nhẹ. Những động thái tấn công dồn dập của Israel trên nhiều mặt trận khiến xung đột ở Trung Đông không có tín hiệu hạ nhiệt. Ngày 6 tháng 10, quân đội Israel thông báo đã triển khai thêm quân để bảo vệ các cộng đồng và khu vực phía nam giáp Gaza, trước ngày đánh dấu tròn một năm xảy ra cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 của Hamas vào Israel. Sư đoàn Gaza của lực lượng phòng vệ Israel IDF đã được tăng cường nhiều trung đội, phối hợp với lực lượng an ninh địa phương. Bên trong Gaza, 3 sư đoàn đang nỗ lực phá hủy cơ sở hạ tầng và làm suy yếu năng lực hoạt động của Hamas. Thiếu tướng Jaron Finkelman cho biết, Bộ Tư lệnh miền nam của IDF đang trong tình trạng cảnh giác cao độ. Quân đội Israel cũng đang bao vây khu vực Jabalia ở trung tâm Gaza. Trong khi đó, ở miền trung Syria, vào ngày 6 tháng 10, Israel đã không kích nhằm vào một nhà máy ô tô. Đây là cuộc không kích mới nhất trong những ngày gần đây ở Syria hoặc biên giới của nước này với Liban. Trong một diễn biến khác, theo nguồn tin quân sự Nga, Israel đang chuẩn bị tiến hành cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn vào các mục tiêu chiến lược quan trọng của Iran. Cuộc tấn công có thể sử dụng lửa đạn đạo ROK, Rampage và tên lửa hành trình chiến thuật Delia. Các loại tên lửa này có đặc điểm tương tự tên lửa đạn đạo KH-15 của Liên Xô, nhưng khó bị phát hiện hơn do có vùng ảnh hưởng tán xạ IOS thấp, dao động từ 0,03 đến 0,07. Các chuyên gia nhận định Israel có thể nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Iran như các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự nhằm làm suy yếu đáng kể chương trình quân sự của nước này. Hồi đầu tuần, nhiều xe tăng, xe bọc thép chở quân của Israel đã tập trung tại một cánh đồng ở phía bắc nước này, chỉ cách biên giới với Liban vài km. Tuy nhiên, ngày hôm sau, tất cả đều biến mất. Bằng chứng về sự hiện diện của các phương tiện này là vài thùng đạn rỗng và xích xe tăng trên mặt đất. Theo Sky News, hiện chưa rõ các xe tăng trên đi đâu, song với việc hàng trăm quả rocket của Hezbollah bắn vào khu vực này trong những ngày qua, thì chuyện ở lại một địa điểm trong thời gian dài là không an toàn,
bất kể các phương tiện này có di chuyển tới Nam Liban hay không. Các phóng viên của Sky News cho biết họ đã lái xe đến gần biên giới hơn. Từ đó, họ có thể nhìn thấy nhà của người Liban và Israel ở hai bên đồi núi. Những cộng đồng được kết hợp bởi địa lý nhưng lại bị cuộc xung đột chia cắt. Dù đứng cách biên giới Israel và Liban, các nhà báo vẫn có thể nghe thấy tiếng súng nổ từ xa khi quân đội Israel giao tranh với nhóm Hezbollah ở bên trong Liban. Ngoài tiếng nổ của đạn pháo, còn có tiếng vo ve của máy bay không người lái trên cao. Hezbollah với hàng chục nghìn chiến binh và tên lửa tầm xa có khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Israel, là lực lượng phi nhà nước hùng mạnh nhất thế giới. Nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn này bắt đầu nã đạn vào miền Bắc Israel một ngày sau khi Hamas mở cuộc đột kích bất ngờ vào phía Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Kể từ thời điểm đó, khoảng 60.000 người Israel đã rời bỏ làng mạc, thành phố và các cộng đồng sát biên giới. Hiện nay, Israel coi việc đưa tất cả người dân phải di rời, được trở về nhà là mục tiêu chính của chiến dịch mở rộng chống Hezbollah, vốn bắt đầu vào tháng trước và đã mở rộng thành một cuộc tấn công trên bộ vài ngày trước. Đài quan sát nhân quyền Syria ngày 6 tháng 10 cho biết, một cuộc không kích của Israel nhằm vào các xe tải chở hàng cứu trợ cho người dân Liban tại Syria đã làm 3 nhân viên cứu trợ bị thương. Theo đài quan sát nhân quyền Syria, Israel đã tiến hành không kích nhằm vào 3 xe tải chở thực phẩm và vật tư y tế bên trong một nhà máy ô tô của Iran ở phía nam tỉnh Homs của Syria. Cuộc tấn công khiến 3 nhân viên cứu trợ bị thương và các xe tải bị phá hủy. Gần đây, Israel tăng cường các cuộc không kích tại khu vực biên giới Syria và Liban. Một trong những cuộc không kích vào cuối tuần trước đã cắt đứt tuyến đường chính nối liền hai nước. Phía Israel cho rằng vũ khí được chuyển cho Hezbollah thông qua tuyến biên giới Syria-Liban. Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc không kích vào Syria kể từ khi cuộc nội chiến ở quốc gia này nổ ra vào năm 2011, chủ yếu nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và các nhóm chiến binh được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả các chiến binh của Hezbollah. Chính quyền Israel hiếm khi bình luận về các cuộc không kích vào Syria, nhưng đã nhiều lần tuyên bố rằng họ sẽ không để Iran mở rộng sự hiện diện tại quốc gia này. Mới đây, công ty vệ tinh Mỹ Planet Lab công bố ảnh chụp căn cứ không quân Israel chỉ trích hố tên lửa sau vụ tấn công 1 tháng 10 khiến giới nghiên cứu đặt câu hỏi tại sao công nghệ tên lửa của Iran lại thay đổi to lớn như thế chỉ sau 6 tháng. Theo bài viết trên trang web The Guardian của Mỹ ngày 4 tháng 10, những hình ảnh vệ tinh mới nhất đã tiết lộ mức độ thiệt hại của căn cứ không quân Nevatim của Israel sau khi bị tên lửa đạn đạo Iran bắn trúng vào ngày 1 tháng 10. Các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh tìm thấy ít nhất 33 miệng hố, tức vết tên lửa rơi xuống và phát nổ ở căn cứ. Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu các máy bay chiến đấu F-35I của Israel có bị thiệt hại trong cuộc tấn công này hay không. Và điều Iran nói họ đã xóa sổ hai phi đội gồm hơn 20 chiếc F-35 có chính xác không. Theo The Guardian, căn cứ không quân Nevatim là nơi chứa các máy bay chiến đấu F-35I và máy bay hỗ trợ điện tử có giá trị cao của quân đội Israel. Decker Ivlet, nhà phân tích chiến lược tại Trung tâm Phân tích Hải quân CAN, một tổ chức nghiên cứu và phân tích phi lợi nhuận của Mỹ, cho biết những hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy ít nhất 33 miệng hố tại căn cứ Nevatim và có thể là còn nhiều hơn nữa, vì còn nhiều miệng hố bị mây che khuất. Ông Ivlet cho rằng tổng số miệng hố do tên lửa Iran phóng vào căn cứ không quân Nevatim có thể lên tới gần 40. Điều vẫn chưa rõ ràng là chính xác Iran nhắm tới mục tiêu gì tại căn cứ không quân Nevatim. Ông Ivlet cho biết có một số miệng hố dày đặc xung quanh các khu vực như ụ chắn và nhà chứa máy bay chiến đấu, và một số nhà chứa máy bay dường như đã bị tên lửa phá hủy. Tuy nhiên, ông Ivlet cho rằng thiệt hại do tên lửa Iran gây ra cho căn cứ không quân Nevatim là không lớn. Ông nói thêm, phần lớn các tên lửa đều trượt mục tiêu hoặc chỉ bắn trúng các đường lăn. Hiện nay, hầu hết đều đã được sửa chữa, nhưng tên lửa đã bắn trúng một kho dầu và một số tòa nhà. Ông Ivlet cho rằng, dù căn cứ không quân Nevatim gặp may mắn trong cuộc tấn công thì cũng có tin xấu cho Israel. Ông nói rằng Iran đang gia tăng số lượng tên lửa, cải thiện độ chính xác của tên lửa và tăng cường khả năng đối kháng. Điều này khiến Israel phải đối mặt với các mối đe dọa lớn hơn, và cuộc chiến thực tế quy mô lớn như vậy cung cấp cho Iran dữ liệu quan trọng để giúp họ cải thiện hệ thống tấn công tầm xa. Mặt khác, việc căn cứ không quân Nevatim bị số lượng tên lửa lớn như vậy đánh trúng cho thấy hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo của Israel ít nhất đã bị Iran đánh bại một phần. Điều đáng chú ý là người phát ngôn của quân đội Israel IDF cũng xác nhận quy mô cuộc tấn công của Iran với hơn 180 tên lửa được bắn cùng lúc. Hành động quân sự này thể hiện trực quan sức mạnh công nghệ tên lửa ngày càng tăng của Iran. Điều khiến người ta hiếu kỳ là tại sao tên lửa của Iran lại đạt được bước đột phá công nghệ đáng kinh ngạc như vậy chỉ trong vòng vài tháng. Vào tháng 4 năm nay, Iran từng tấn công Israel,
khi đó Israel và Mỹ tuyên bố đã đánh chặn thành công 90% tên lửa của Iran. Nhưng đến ngày 1 tháng 10, tình hình đã đảo ngược đáng kinh ngạc và Iran đã chủ động tuyên bố rằng tỷ lệ tên lửa đột phá thành công hệ thống phòng thủ của Israel đạt 90%. Điều này đột nhiên làm đảo lộn sự nhận thức của mọi người về khả năng tên lửa của Iran. Được biết, lần này Iran không chỉ sử dụng số lượng lớn tên lửa đạn đạo tầm trung, mà còn lần đầu tiên phóng ít nhất 20 tên lửa siêu thanh. Dù quân đội Mỹ đã điều 2 tàu có hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis tới giúp Israel đánh chặn, nhưng chính Mỹ cũng không xác nhận liệu tên lửa của họ có bắn trúng mục tiêu hay không. Điều này cho thấy công nghệ tên lửa của Iran đã đạt đến một tầm cao mới. Theo các nguồn tin, những tên lửa này không nhằm vào khu vực dân sự, mà tấn công chính xác vào các căn cứ quân sự và tình báo của Israel. Chỉ có một khả năng để đạt được độ chính xác này, đó là Iran đã làm chủ được khả năng điều chỉnh được giai đoạn cuối của tên lửa siêu thanh. Điều này khiến người ta phải nghi ngờ liệu Iran có sự hỗ trợ kỹ thuật của một nước lớn đứng đằng sau hay không. Theo một số tin tình báo, Nga đã bí mật giúp Iran cải tiến công nghệ tên lửa. Có thông tin cho rằng Nga đã cung cấp cho Iran các thiết bị tiên tiến như công nghệ tên lửa đạn đạo Iskander-M và hệ thống tên lửa phòng không S-300. Tại sao Nga lại chọn hành động vào thời điểm này? Câu trả lời có thể liên quan đến bố cục chiến lược quốc tế của quốc gia này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý khác trong các bản tin tiếp theo. Thưa quý vị, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Pháp được phát sóng hôm 5 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Trung Đông và lập luận rằng các quốc gia phương Tây nên ngừng cung cấp vũ khí cho cuộc giao tranh ở dải Gaza. Ông Macron gọi tình trạng đối địch tiếp diễn là một sai lầm và cảnh báo không nên biến Liban thành một Gaza mới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vì kêu gọi ngừng cung cấp vũ khí cho nhà nước Do Thái trong bối cảnh gia tăng căng thẳng liên tục với Hezbollah và Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đáp lại bằng một tuyên bố nảy lửa được đăng lên mạng xã hội X, trong đó ông trực tiếp nói chuyện với ông Macron. Ông Netanyahu lập luận rằng Israel đang chiến đấu trên 7 mặt trận chống lại đối thủ của nền văn minh, đề cập đến các cuộc xung đột với Hamas, Hezbollah, Houthi, cũng như Iran và các đồng minh của họ ở Syria và Iraq. Tất cả các nước văn minh nên đứng vững bên cạnh Israel. Ông Netanyahu tiếp tục lên tiếng, thế nhưng Tổng thống Macron và các nhà lãnh đạo phương Tây khác hiện đang kêu gọi cấm vận vũ khí đối với Israel. Thật xấu hổ cho họ. Ông Netanyahu coi động thái này là một sự ô nhục và thề rằng Israel sẽ giành chiến thắng dù có hoặc không có sự hỗ trợ của họ. Ông Netanyahu nói, nhưng sự hổ thẹn của họ sẽ còn kéo dài rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc. Văn phòng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra tuyên bố cuối ngày 5 tháng 10, khẳng định Pháp là người bạn trung thành của Israel, nhưng cho rằng phản ứng của ông Netanyahu là quá mức và không liên quan đến tình hữu nghị giữa Pháp và Israel. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Macron cho rằng việc tránh gia tăng căng thẳng ở Liban là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Macron nói, Liban không thể trở thành một dải Gaza mới. Tổng thống Macron nói lại về chủ đề này trong bài phát biểu tại hội nghị của cộng đồng Pháp ngữ ở thủ đô Paris. Trong khi cả Paris và Washington đều kêu gọi ngừng bắn, ông Macron cho biết rất tiếc khi Thủ tướng Netanyahu đã đưa ra một lựa chọn khác. Ông Macron cho biết, 88 thành viên của cộng đồng Pháp ngữ, trong đó có Pháp và Canada, kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài ở Liban. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp tái khẳng định quyền tự vệ của Israel và cho biết sẽ gặp người thân của những công dân Pháp Israel bị bắt làm con tin ở dải Gaza trong ngày 7 tháng 10, tròn một năm ngày nổ ra cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Cuộc giao tranh của Israel với Hamas ở Gaza sắp chính thức bước sang năm thứ hai, đã cướp đi sinh mạng của hơn 41.000 người Palestine. Cuộc giao tranh được châm ngòi bởi một cuộc đột kích bất ngờ của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến khoảng 1.100 người Israel thiệt mạng và bắt giữ khoảng 250 con tin. Trong những tuần gần đây, Israel tăng cường chiến dịch ném bom ở Liban và bắt đầu các cuộc tấn công trên bộ xuyên biên giới nhắm vào các địa điểm của Hezbollah. Nhóm ủng hộ Palestine đã phóng tên lửa vào Israel để ủng hộ Hamas kể từ tháng 10 năm 2023. Các quan chức Israel lập luận rằng hoạt động này là cần thiết để khoảng 70.000 cư dân chạy trốn khỏi miền Bắc Israel trong các cuộc tấn công của Hezbollah trở về an toàn. Trong khi lực lượng phòng vệ Israel IDF thông báo rằng 440 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng, thì Bộ Y tế Liban lại báo cáo rằng hơn 2.000 người đã thiệt mạng vì các cuộc tấn công của Israel và hơn 1,2 triệu người phải di rời.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tuyên bố Israel không thể bỏ qua cho cuộc tập kích tên lửa của Iran hôm 1 tháng 10 và thề sẽ có biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Ông Netanyahu nhấn mạnh Iran đã hai lần tập kích hàng trăm quả tên lửa vào Israel và hai cuộc tấn công này nằm trong số những cuộc tập kích tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử. Theo người đứng đầu chính phủ Israel, không một quốc gia nào trên thế giới có thể chấp nhận việc các thành phố và người dân của mình bị tấn công như vậy, và Israel cũng không phải ngoại lệ. Israel sẽ tiến hành biện pháp đáp trả Iran bởi đó là nghĩa vụ và quyền tự vệ của nước này. Tuy nhiên, trong tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không đề cập biện pháp đáp trả cụ thể của Israel với cuộc tập kích tên lửa của Iran là gì. Trước đó, trong một tuyên bố về cùng chủ đề, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cũng không cho biết biện pháp đáp trả cụ thể là gì, dù khẳng định phương thức, địa điểm và thời gian của hành động đáp trả sẽ được lực lượng phòng vệ Israel lựa chọn phù hợp với quyết định của giới lãnh đạo chính trị. Trong khi đó, nhiều nguồn tin khu vực và quốc tế cho biết Israel đang cân nhắc khả năng tấn công hạ tầng năng lượng và các cơ sở dầu mỏ, thậm chí cả các cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, mỗi lựa chọn đều tiềm ẩn những rủi ro rất lớn và có thể dẫn đến một cuộc xung đột quy mô lớn hơn. Hệ thống phòng không của Iran hiện tại còn nhiều hạn chế và có thể không đủ sức chống lại các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc không quân hiện đại của Israel. Điều này đã được chứng minh qua cuộc tấn công của Israel vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, khi quốc gia này đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác, tiêu diệt một phần hệ thống phòng không S-300 của Nga tại thành phố Isfahan, một trung tâm công nghiệp quân sự quan trọng của Iran. Qua cuộc tấn công này, Israel muốn gửi thông điệp rõ ràng về khả năng quân sự của mình và răn đe Iran. Ông Fabian Hinz, một chuyên gia hàng đầu về Trung Đông tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Vương quốc Anh cho rằng Israel đang cân nhắc các lựa chọn chiến lược khác nhau, trong đó có thể bao gồm các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự hoặc kinh tế của Iran nếu họ quyết định không tiến hành tấn công vào các nhà máy hạt nhân. Theo ông Fabian Hinz, phản ứng trực tiếp nhất sẽ là Israel cố gắng tấn công vào cụm căn cứ tên lửa và máy bay không người lái của Iran nằm dưới lòng đất và trong một số trường hợp là sâu dưới núi. Mặc dù có thể ném bom và phong tỏa lối vào, nhưng các căn cứ này được thiết kế để chống lại tất cả các loại thuốc nổ thông thường. Các phương án thay thế có thể bao gồm việc mở rộng các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không của Iran, không chỉ dừng lại ở các căn cứ hiện tại mà còn nhắm vào các khu vực trọng yếu như Tehran, Isfahan và các cảng biển. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mọi cuộc tấn công đều có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, chẳng hạn như gây thương vong cho dân thường và làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran đã được coi là phản ứng có thể xảy ra đối với cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Israel. Mục tiêu được xem xét nhiều nhất là cảng dầu Kar, nơi xử lý khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu, phần lớn trong số đó được chuyển đến Trung Quốc. Các cơ sở quan trọng khác bao gồm nhà máy lọc dầu Abadan gần biên giới với Iraq, nơi xử lý một phần đáng kể nhu cầu dầu trong nước của Iran. Một báo cáo trên tờ New York Times cho biết Israel có thể thực hiện một chiến thuật khác, mở rộng kế hoạch sát hại có mục tiêu của mình hơn nữa ở Iran. Thưa quý vị, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei mới đây đã có bài phát biểu trước hàng nghìn người dân Iran tại thủ đô Tehran về cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel, đồng thời khẳng định các đồng minh trong khu vực sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel. Đây là bài phát biểu đầu tiên của Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei kể từ khi Iran phát động cuộc tấn công thứ hai vào Israel và cũng là bài phát biểu đầu tiên kể từ khi các cuộc giao tranh giữa lực lượng Hezbollah với quân đội Israel gia tăng thành cuộc giao tranh toàn diện. Bài phát biểu của Đại giáo chủ Iran được đưa ra khi Israel đang cân nhắc cách thức trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran. Trong khi đó, Phó Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC Ali Fadavi cho biết, nếu Israel tấn công nước này, các lực lượng Iran sẽ nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng, nhà máy lọc dầu và mỏ khí đốt của Israel. Iran đã khiến tình hình trở nên căng thẳng hơn khi phóng loạt tên lửa vào Israel hôm 1 tháng 10 sau khi đối thủ không đội trời chung của họ ám sát Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, một nhân vật xuất chúng đã biến nhóm này thành lực lượng quân sự và chính trị hùng mạnh nhất Liban với tầm ảnh hưởng khắp Trung Đông. Israel đã thề sẽ đáp trả. Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei nói, trục kháng chiến trong khu vực sẽ không giảm ngay cả khi các nhà lãnh đạo của họ bị sát hại. Đồng thời, ông Khamenei đề cập đến Nasrallah trong bài phát biểu của mình và gọi cuộc tấn công vào Israel là hợp pháp và chính đáng.
ông Ali Khamenei không đề cập đến quan chức Hassan Safieddine của Hezbollah, người được đồn đại là người kế nhiệm Nasrallah. Phóng viên Barak Ravid của ICS dẫn lời ba quan chức Israel nói rằng Safieddine đã bị nhắm mục tiêu trong một hầm ngầm ở Beirut trong đêm ngày 3 tháng 10. Các lực lượng ủy nhiệm của Iran trong trục kháng chiến Hezbollah, Houthi của Yemen và các nhóm vũ trang ở Iraq đã thực hiện các cuộc tấn công trong khu vực để hỗ trợ người Palestine trong cuộc xung đột ở dải Gaza. Ông Ali Khamenei cho biết Afghanistan nên tham gia hành động phòng thủ này. Israel đã ám sát các nhà lãnh đạo và chỉ huy của Hezbollah và Hamas, nhóm chiến binh Palestine mà nước này đang tìm cách tiêu diệt ở dải Gaza kể từ cuộc tấn công vào Israel một năm trước. Quân đội Israel ngày 4 tháng 10 cho biết họ đã loại bỏ người đứng đầu mạng lưới liên lạc của Hezbollah, Mohammad Rashid Sakafi, bằng cách tiến hành một cuộc tấn công chính xác dựa trên tình báo ở thủ đô Beirut của Liban hôm 3 tháng 10. Vùng ngoại ô phía nam Dahiyeh của Beirut, thành trì của Hezbollah do Iran hậu thuẫn, tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công mới vào gần nửa đêm ngày 3 tháng 10 sau khi Israel ra lệnh cho người dân rời khỏi nhà ở một số khu vực. Theo Bộ Y tế Liban, các cuộc tấn công của Israel vào nước này đã khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng và 9.000 người khác bị thương trong gần một năm qua. Còn tại miền nam Israel, quân đội Israel cho biết Hamas vẫn đang đe dọa người dân nước này khi lần đầu tiên trong gần 2 tháng qua, tiếng còi báo động đã vang lên ở khu vực này, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục các hoạt động để tiêu diệt Hamas. Giao tranh tại dải Gaza cho đến nay đã khiến 41.802 người Palestine thiệt mạng và 96.844 người khác bị thương. Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban, khiến số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Nguy cơ nước này sớm trả đũa Iran cũng đã được dự báo. Liên minh Mỹ-Anh tiến hành không kích Yemen. Mọi diễn biến cho thấy chiến sự Trung Đông không ngừng gia tăng, khiến chính quyền Mỹ không khỏi lo lắng về một Trung Đông bất ổn sẽ có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng 11 tới. Israel hôm 4 tháng 10 đã tiến hành cuộc không kích trụ sở tình báo chính của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin cho rằng mục tiêu của cuộc không kích này là nhằm sát hại người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Hassan Safieddine. Số phận của người này hiện chưa rõ ràng. Trong khi đó, chiến dịch trên bộ của Israel tại miền nam Liban vẫn đang tiếp tục. Với nhiều kho vũ khí của Hezbollah bị phát hiện trong các khu dân cư, giao tranh vẫn đang xảy ra giữa hai bên tại miền nam Liban. Cùng lúc, 70 tên lửa được Hezbollah phóng về Israel vào tối ngày 4 tháng 10. Chính phủ Liban cho biết, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Israel và phần lớn trong số đó là nạn nhân của chiến dịch trên bộ và không kích của Israel trong 2 tuần qua. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, số người thiệt mạng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vừa tấn công Hezbollah ở phía Bắc, Israel vẫn duy trì các cuộc truy lùng các chỉ huy cấp cao Hamas của Palestine tại bờ Tây và dải Gaza. Hôm 4 tháng 10, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận sự ra đi của một chỉ huy có tên là Jahi Yasser Arfi trong một cuộc không kích của Israel ở bờ Tây. Các bước đi quân sự của Israel luôn được thế giới theo sát khi nước này tuyên bố sẽ sớm trả đũa Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nhiều khả năng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông tin rằng vẫn có nhiều giải pháp thay thế cho việc tấn công các dầu mỏ của Iran. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel và đồng minh. Mục tiêu tấn công của Iran sẽ là tương xứng và nước này có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel. Hôm 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực chống lại hành động của Israel trên khắp khu vực, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban của Afghanistan cùng tham gia. Khi đối phương không thể giáng một đòn thành công vào cấu trúc vững chắc của Hezbollah, Hamas hay các phong trào kháng chiến khác, chúng đã chọn cách giả vờ chiến thắng thông qua các vụ ám sát, tấn công và sát hại thường dân. Hãy tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của các bạn, củng cố sự đoàn kết và chống lại đối thủ hung hăng và ngăn chặn chúng. Các cuộc đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông diễn ra ngày một ít hơn, lệnh ngừng bắn ở Gaza hay Liban ngày một xa vời. Chính quyền Mỹ tỏ ra lo lắng, sức nóng của Trung Đông có thể lan đến cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của nước này vào tháng 11 tới. Nhiều người cho rằng, sự chối bỏ giải pháp ngoại giao của Thủ tướng Israel sẽ tác động đến Mỹ. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải khẳng định, không có chính quyền nào giúp đỡ Israel nhiều hơn tôi. Không có. Tôi nghĩ Thủ tướng Israel nên nhớ điều đó. Liệu ông ấy có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ hay không? Tôi không biết, nhưng tôi không trông chờ vào điều đó. Thưa quý vị, Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại Liban,
khiến số người thiệt mạng vượt quá 2.000 người. Nguy cơ nước này sớm trả đũa Iran cũng đã được dự báo. Liên minh Mỹ-Anh tiến hành không kích Yemen. Mọi diễn biến cho thấy chiến sự Trung Đông không ngừng gia tăng, khiến chính quyền Mỹ không khỏi lo lắng về một Trung Đông bất ổn sẽ có ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tổng thống quan trọng vào tháng 11 tới. Israel hôm 4 tháng 10 đã tiến hành cuộc không kích trụ sở tình báo chính của lực lượng Hezbollah tại thủ đô Beirut của Liban. Một số nguồn tin cho rằng mục tiêu của cuộc không kích này là nhằm sát hại người kế nhiệm tiềm năng của Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, ông Hassan Safedin. Số phận của người này hiện chưa rõ ràng. Trong khi đó, chiến dịch trên bộ của Israel tại miền nam Liban vẫn đang tiếp tục. Với nhiều kho vũ khí của Hezbollah bị phát hiện trong các khu dân cư, giao tranh vẫn đang xảy ra giữa hai bên tại miền nam Liban. Cùng lúc, 70 tên lửa được Hezbollah phóng về Israel vào tối ngày 4 tháng 10. Chính phủ Liban cho biết, hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột với Israel và phần lớn trong số đó là nạn nhân của chiến dịch trên bộ và không kích của Israel trong 2 tuần qua. Liên Hợp Quốc nhấn mạnh, số người thiệt mạng như vậy là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Vừa tấn công Hezbollah ở phía Bắc, Israel vẫn duy trì các cuộc truy lùng các chỉ huy cấp cao Hamas của Palestine tại bờ Tây và dải Gaza. Hôm 4 tháng 10, Lữ đoàn Al-Qassam của Hamas xác nhận sự ra đi của một chỉ huy có tên là Jahi Yasser Arfi trong một cuộc không kích của Israel ở bờ Tây. Các bước đi quân sự của Israel luôn được thế giới theo sát khi nước này tuyên bố sẽ sớm trả đũa Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, nhiều khả năng Israel vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và ông tin rằng vẫn có nhiều giải pháp thay thế cho việc tấn công các dầu mỏ của Iran. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi Iran tuyên bố sẵn sàng đáp trả mọi cuộc tấn công của Israel và đồng minh. Mục tiêu tấn công của Iran sẽ là tương xứng và nước này có khả năng tấn công các cơ sở năng lượng và khí đốt của Israel. Hôm 4 tháng 10, lãnh tụ tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã kêu gọi tăng cường các nỗ lực chống lại hành động của Israel trên khắp khu vực, đồng thời kêu gọi lực lượng Taliban của Afghanistan cùng tham gia. Khi đối phương không thể giáng một đòn thành công vào cấu trúc vững chắc của Hezbollah, Hamas hay các phong trào kháng chiến khác, chúng đã chọn cách giả vờ chiến thắng thông qua các vụ ám sát, tấn công và sát hại thường dân. Hãy tăng gấp đôi nỗ lực và khả năng của các bạn, củng cố sự đoàn kết và chống lại đối thủ hung hăng và ngăn chặn chúng. Các cuộc đối thoại để hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông diễn ra ngày một ít hơn, lệnh ngừng bắn ở Gaza hay Liban ngày một xa vời. Chính quyền Mỹ tỏ ra lo lắng, sức nóng của Trung Đông có thể lan đến cuộc bầu cử tổng thống quan trọng của nước này vào tháng 11 tới. Nhiều người cho rằng, sự chối bỏ giải pháp ngoại giao của Thủ tướng Israel sẽ tác động đến Mỹ. Ngày 5 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden phải khẳng định, không có chính quyền nào giúp đỡ Israel nhiều hơn tôi. Không có. Tôi nghĩ, Thủ tướng Israel nên nhớ điều đó. Liệu ông ấy có cố gắng tác động đến cuộc bầu cử Mỹ hay không? Tôi không biết, nhưng tôi không trông chờ vào điều đó. Ngày 4 tháng 10, ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng Israel nên tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả vụ nước này phóng hàng loạt tên lửa 3 ngày trước đây. Phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở Bắc Carolina, cựu Tổng thống Mỹ đã đề cập câu hỏi từng được đặt ra cho Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden vào đầu tuần này về khả năng Israel nhắm mục tiêu vào chương trình hạt nhân của Iran. Ông Trump nói, khi họ hỏi ông ấy câu hỏi đó, câu trả lời đáng lẽ phải là tấn công các cơ sở hạt nhân trước, lo về phần còn lại sau. Tuy nhiên, quan điểm này của ông Donald Trump trái ngược với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đầu tuần này, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Biden đã trả lời không khi được hỏi về việc liệu có ủng hộ một cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng Tel Aviv sẽ cố gắng tránh các hành động có thể tiếp tục gây ra sự trả đũa và đẩy khu vực này vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ đã khẳng định Israel có quyền đáp trả và cho rằng việc đáp trả phải tương xứng, lưu ý rằng Washington không cho phép nhưng khuyến cáo đồng minh về các hành động tiềm tàng. Tổng thống Joe Biden ngày 2 tháng 10 phản đối việc Israel tấn công vào các địa điểm hạt nhân của Iran và thúc giục Tel Aviv phản ứng ôn hòa hơn đối với cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran vào ngày 1 tháng 10 vừa qua, đồng thời lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng ra khắp Trung Đông. Ông Biden cho biết sẽ nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và nhấn mạnh nhóm G7 dự định đưa ra tuyên bố nhằm ngăn chặn căng thẳng leo thang trong khi áp đặt các lệnh trừng phạt mới lên Iran. Động thái này đánh dấu nỗ lực mới của Mỹ trong việc kiềm chế Israel. Trước đó, Tel Aviv luôn phớt lờ các lời kêu gọi của Washington về việc ngừng bắn ở Gaza. Trong khi đó, chính phủ của Thủ tướng Netanyahu đe dọa trả đũa Iran. Ngoài ra, ông Yair Lapid, lãnh đạo của phe đối lập và cựu Thủ tướng Israel cho biết Iran sẽ phải trả giá đắt.
ông Naftali Bennett, một trong những đối thủ của ông Netanyahu, kêu gọi Tel Aviv phá hủy chương trình hạt nhân của Iran cùng các cơ sở năng lượng trọng yếu. Những lời kêu gọi này phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận xung đột của Israel. Tờ báo Financial Times cho biết, Mỹ dự kiến sẽ không tham gia vào các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra của Israel nhằm vào Iran. Trong khi đó, thời báo New York dẫn nguồn hai quan chức cấp cao của Iran cho biết, Tehran được cho là đã đề nghị Nga cung cấp dữ liệu trinh sát vệ tinh trên lãnh thổ Israel. Theo tờ báo này, động thái trên liên quan đến tuyên bố của Israel về các cuộc tấn công trả đũa có thể xảy ra. Thông tin chi tiết không được cung cấp, chỉ nêu thực tế và yêu cầu của Iran. Ngày 1 tháng 10, Iran đã phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo về phía Israel để đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, nhà lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh và chỉ huy cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Abbas Niforosan. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, chính phủ của ông không tìm kiếm chiến tranh với Israel, nhưng sẽ kiên quyết đối đầu với bất kỳ mối đe dọa nào. Thưa quý vị, sau vụ tấn công tên lửa của Iran, Thủ tướng Israel Netanyahu cho rằng Iran đã phạm sai lầm lớn, điều này đánh dấu hành động trả đũa tiếp theo sắp bắt đầu. Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel IDF Herzi Halevi mới đây đã tuyên bố rằng Israel sẽ đáp trả các cuộc tấn công của Iran và quân đội Israel có khả năng tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông. Ông Halevi nói, chúng ta có khả năng tiếp cận và tấn công bất cứ nơi nào ở Trung Đông, nhưng đối thủ của chúng ta, ai chưa hiểu sẽ sớm hiểu được điều này. Kỳ nghỉ năm mới kéo dài 2 ngày của người Do Thái bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 theo giờ địa phương và có dư luận cho rằng hành động trả đũa của Israel có thể diễn ra sau đó vài ngày. Hiện việc trả đũa của Israel hẳn đang trong giai đoạn chuẩn bị và sắp đặt. Theo mối quan hệ quân sự giữa Israel và các nước khác xưa nay, thì sự trả đũa của họ thường phải cao hơn đối thủ từ 1 đến 2 cấp. Một nguồn tin Mỹ cho biết Israel đang chuẩn bị cho các cuộc không kích và lợi dụng ưu thế trên không sẽ là lựa chọn đầu tiên của Israel. Theo thông tin được quân đội Mỹ tiết lộ, 48 máy bay chiến đấu đang chuẩn bị tham chiến và một số lượng vũ khí, thiết bị dẫn đường chính xác đã được chuẩn bị. Nếu tái hiện tác dụng của cuộc không kích lần trước, Israel sẽ tiến hành cùng lúc các cuộc không kích đa hướng nhằm vào nhiều mục tiêu khác nhau và sử dụng vũ khí và thiết bị tiên tiến do Mỹ cung cấp, có thể đạt được kết quả cao hơn trong các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm các cơ sở hạt nhân chủ chốt. Căn cứ ưu thế quân sự của Mỹ và Israel, các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống chỉ huy khác nhau, bao gồm các cơ sở hạt nhân, sẽ được tiến hành trước, giúp Israel khi tiến hành các cuộc không kích, trong đó có tấn công bằng tên lửa, sẽ giống như tiến vào một vùng đất không có người ở, nâng cao được hiệu quả tấn công. Ngoài ra, các mục tiêu tấn công của quân đội Israel có thể rất đa dạng, các cơ sở dầu mỏ, hệ thống thiết bị và vũ khí phòng không quan trọng, hệ thống chỉ huy quân sự và thậm chí cả các cơ sở hạt nhân của Iran đều là những lựa chọn cho cuộc tấn công của Israel. Trang tin tức ICS của Mỹ ngày 2 tháng 10 dẫn lời các quan chức Israel giấu tên nói rằng Israel cũng có thể sẽ tiến hành những vụ ám sát có chủ đích. Nếu Iran trả đũa, Israel không loại trừ khả năng tấn công các cơ sở hạt nhân của họ. Cựu Thủ tướng Israel Bennett ngày 2 tháng 10 cho rằng Israel nên ngay lập tức tận dụng cơ hội này để có hành động chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 tuyên bố Mỹ sẽ liên lạc với Israel về những biện pháp trả đũa mà Israel sẽ thực hiện, nhưng không ủng hộ các cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông Biden cũng nói rằng Mỹ sẽ có nhiều biện pháp trừng phạt hơn đối với Iran. Trước thông tin Israel không loại trừ khả năng tấn công trả đũa vào các cơ sở hạt nhân, Iran cho biết đã sẵn sàng đáp trả những cuộc tấn công như vậy. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang ở thăm Qatar ngày 2 tháng 10 cho biết nếu Israel liên tục hành động sai lầm, họ sẽ nhận được sự đáp trả nghiêm khắc hơn. Ông Pezeshkian tuyên bố, nếu Israel muốn phản ứng, chúng tôi sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn. Đây là lời cam kết của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết trong bài phát biểu ngày 2 tháng 10 rằng cách duy nhất để kết thúc xung đột ở Trung Đông là Mỹ ngừng làm điều ác. Ông Eslami, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran, cùng ngày 2 tháng 10 nói rằng các lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng đáp trả cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình. Thưa quý vị, thế giới đang chuẩn bị đối phó với một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông, khu vực quan trọng nhất cho năng lượng của hành tinh. Giá dầu đã tăng nhưng không quá mạnh.
các nhà đầu tư từng trải qua những đợt khủng hoảng địa chính trị trước đây nhưng nhanh chóng bị dập tắt, nên giờ đây họ trở nên vô cảm trước chuỗi khủng hoảng toàn cầu. Lần này họ đang chờ đợi bằng chứng thực sự về sự gián đoạn nguồn cung trước khi đẩy giá dầu thô lên cao. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo vẫn có nguy cơ lớn rằng cuộc chiến khu vực đang nổi lên ở Trung Đông có thể gây ra một đợt tăng giá dầu tàn khốc, không chỉ làm rung chuyển nền kinh tế thế giới mà còn có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Một cuộc xung đột lớn hơn ở Trung Đông có thể khiến giá xăng dầu tại Mỹ đang ổn định ở mức thấp sẽ bất ngờ tăng vọt. Ông Mark Nally, người từng là cố vấn năng lượng cho cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, nhận định đây là khu vực sản xuất và xuất khẩu quan trọng nhất thế giới, không khác gì trái tim và hệ tuần hoàn của nền kinh tế toàn cầu. Giá dầu tăng 2,4% vào hôm 2 tháng 10 sau khi Iran bắn hàng trăm tên lửa vào Israel, rồi tăng nhẹ khi Israel cam kết trả đũa. Sau đó, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đề ngỏ khả năng Israel tấn công vào các kho dầu của Iran, thị trường phản ứng mạnh mẽ hơn. Giá dầu thô tăng gần 5% lên 73,5 đô la Mỹ một thùng vào chiều ngày 3 tháng 10. Bà Halima Croft, Giám đốc Chiến lược Hàng hóa Toàn cầu tại Ngân hàng Đầu tư Toàn cầu RBC Capital Market nhận định, trước cuộc cách mạng dầu đá phiến, tình huống kiểu này có thể đã khiến giá dầu vượt ngưỡng 100 đô la Mỹ. Chỉ 2 năm trước, giá dầu đã tăng vọt lên 130 đô la Mỹ một thùng vào tháng 3 năm 2022 sau khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Tuy nhiên, cuộc chiến đó không gây ra sự gián đoạn nguồn cung lớn như nhiều người lo sợ và giá dầu cuối cùng đã giảm trở lại. Quân đội Israel hôm 3 tháng 10 cảnh báo người dân sơ tán khỏi các cộng đồng ở miền Nam Liban nằm ngoài khu vực đệm do Liên Hợp Quốc tuyên bố, ám chỉ rằng họ có thể mở rộng chiến dịch trên bộ vừa được phát động để chống lại Hezbollah. Một cuộc không kích của Israel ngày 4 tháng 10 đã cắt đứt con đường chính nối Liban với Syria, để lại hai hố bom lớn ở hai bên đường. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 2 tháng 10 cho biết ông không ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Có một nguy cơ đáng kể rằng các cơ sở năng lượng và dòng chảy toàn cầu có thể bị cuốn vào một cuộc leo thang giữa Israel và Iran cùng các đồng minh của nước này. Bà Croft cảnh báo nguy cơ Iran quyết định quốc tế hóa chi phí cuộc khủng hoảng bằng cách tấn công vào các cơ sở dầu mỏ trong khu vực. Tấn công vào cơ sở dầu mỏ của Iran có thể đẩy giá lên cao hơn. Ông Kevin Book, giám đốc điều hành hãng nghiên cứu năng lượng Clearview Energy Partners của Mỹ cho rằng, nếu Israel tấn công vào các cơ sở năng lượng của Iran, giá dầu thế giới có thể tăng từ khoảng 74 đô la Mỹ hiện nay lên 86 đô la Mỹ một thùng. Dù đang chịu lệnh trừng phạt về chương trình hạt nhân, Iran vẫn có thể bán dầu trên thị trường, chủ yếu là xuất sang Trung Quốc. Về lý thuyết, Ả Rập Xê Út và OPEC có thể bù đắp cho sự thiếu hụt nguồn cung dầu mỏ từ Iran, dù sẽ mất nhiều thời gian. Chính quyền Tổng thống Biden cũng có thể mở kho dự trữ dầu mỏ chiến lược. Mối nguy lớn hơn là Iran trả đũa bằng cách làm gián đoạn dòng chảy dầu ra khỏi eo biển Hormuz, điểm nghẽn dầu quan trọng nhất trên hành tinh. Kênh này chỉ rộng 33,8 km tại điểm hẹp nhất và là con đường duy nhất để vận chuyển dầu từ vịnh Ba Tư ra các đại dương. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz có thể đẩy giá dầu lên trên 100 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích của Citigroup khuyến nghị khách hàng hôm 2 tháng 10. Đóng cửa eo biển Hormuz sẽ tạo ra bước ngoặt cho thị trường dầu mỏ toàn cầu và nền kinh tế thế giới. Nó có thể làm người tiêu dùng, doanh nghiệp lo lắng về sự ổn định của nền kinh tế toàn cầu. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!